Em Linh San xin kính chào tất cả các anh chị ạ. Hôm nay là 26 tháng 10, em tiếp tục lên chia sẻ một số mật bông hoa cắt đẹp có tại vườn nhà em anh chị nhá. Anh chị nhà mình cùng theo dõi á. Đầu video khoe luôn cho nó nóng anh chị này. Ê, em hoa này thì siêu to bự chảnh bành rồi. Em này mà nở căng ra chắc là tầm 18-19 sen anh chị. Nó to mà lại nó còn thơm đậm, thơm xa đấy anh chị. À, anh chị nào mà chưa có giống này thì anh chị mình lên cho em mã L76 nhá. Em chia thằng này cũng khá là nhiều rồi anh chị. Đây, hai bông, một bông siêu bự chảnh bành luôn chị này. Đấy, hôm nay nở ngày thứ hai nha chị nhá. Đây size cây em chia như thế này này anh chị. Mã này em đặt là mã L76, anh chị lên cho em là 140.000 một chậu nha chị nhá. Thì đây anh chị này, cái size cây mà em chia cái cây này, hoa rất là to và hoa rất là thơm đúng không anh chị? Đấy, anh chị lên mã này cho em là mã L76 nha anh chị nhá. Mã L76 cây tách chiết rất là khỏe mạnh luôn. L76 em chia cho anh chị mình với giá là 140.000 một chậu nha anh chị. Đây cây này, cây rất đẹp và cây này siêu dễ bông nha anh chị. Giá em báo ở đây là chưa bao gồm phí vận chuyển đấy chị nhá. Phí vận chuyển một đơn hàng là 35.000 trên một đơn. Anh chị lấy từ 3 mã là em Linh San đã hỗ trợ ship rồi. Hiện tại là em đang quay buổi sáng, nó hơi nắng, anh chị mình không rõ mã nào thì anh chị có thể nhắn tin hoặc là alo trực tiếp cho em Linh San theo số điện thoại 0984 282 911 anh chị nhá. Em Linh San ở Bắc Giang ạ. Rồi tiếp theo anh chị này, cái bông hoa này, ôi dồi ôi, cây bông hoa này thì nó siêu siêu dễ bông và hoa rất là to, anh chị thấy không ạ? Cái cây này gọi là cây thạc Sinagon 2, hoa vàng với đỏ, rất là đẹp. Cây này nở hôm nay là ngày thứ 3. Đấy, hoa rất là to. Và cái cây này chị này, thân thì cò hương nhưng hoa thì lại siêu bự, anh chị mình thấy không ạ? Đấy, lưỡi nó rất là đẹp và nó có sẽ còn lên một màu đỏ đậm nữa nha anh chị nhá. Cây này gọi là cây thạc Sina. Và cái cây này thì em còn vài chậu nữa thôi. Vài chậu này. Đấy, đây em còn vài chậu nữa thôi. Cái cây này á, mấy hôm là bão xong là cái lưới của nhà em nó bị tốc cái mái lên anh chị, thế là nó nắng quá. Thỉnh thoảng có một hai cái lá nó táp táp như thế này này anh chị này. Nó hoàn toàn khỏe mạnh, em nuôi vườn rất là lâu rồi. Và hôm nay cái mã này anh chị nào mà muốn sưu tầm lên cho em vàng lấy đỏ thạc Sina, bán cho chị mình với giá siêu siêu bèo, đó là 100k một chậu thôi, cây như thế này. Nhưng anh chị nhà mình lưu ý này, thỉnh thoảng có một chút cái lá nó táp nó khô nhá. Ở vườn nhà em rất là lâu rồi anh chị thấy không? Nó không vấn đề gì, mình lấy về làm giống. Đấy, với giá chỉ có 100.000 thôi. Đấy, 100.000 anh chị ạ. Anh chị mình không nghe nhầm cái mã này đâu ạ. Thạc Sina một trong những cái tem rất là xưa rồi và nó rất là đẹp nha chị nhá. Nó không có đại trà nhiều đâu. Đấy, xíu này việc cái gì đúng không chị? Hoàn toàn khỏe mạnh, chị nuôi đi có vấn đề gì alo đây cho em anh chị nhá. Có 100.000 một chậu thôi, còn 4 chậu thôi anh chị mình này. Đấy, cây đẹp nhá, chỉ có 100.000 thôi. Đấy, quá đẹp đúng không anh chị này. Thơm. Thơm lắm anh chị ạ, thơm. Cánh hoa nhìn như vậy thôi nhưng rất là dày đấy. Rất là dày và hoa to đúng không chị này? Hoa to. Đó, thạc Sina anh chị nhá. Lên là hoa vàng thạc Sina cho em đi thì mã này nó sẽ không bị nhầm. Rồi tiếp theo anh chị mình này, cái cây này thì ngày nào cũng khoe anh chị ạ, ngày nào cũng khoe, đó là cái cây đỏ ngọc trai. Anh chị thấy đỏ ngọc trai rất là đẹp không ạ? Và ngọc trai này thì nó cũng siêu siêu dễ bông rồi. Cây này chả kém gì 3 tuần anh chị ạ, hôm nào cũng bảo là hơn 2 tuần nhưng hôm nay chả kém gì 3 tuần, làm gì chưa có dấu hiệu tàn bông. Và ngày nào em livestream em cũng sờ tay vào cánh hoa, nó hơi hơi ấy, táp táp vào cái viền này thôi nhưng mà hoa rất là xinh anh chị thấy không ạ? Cây này bền bông, thơm, thơm cả ban tối luôn anh chị nhá. Ban tối là nó vẫn có hương, như ban ngày thì đứng xa như thế này cũng thấy thơm này anh chị này. Khuôn hoa rất là tròn. Và cái mặt hoa này màu đỏ tươi cho em nha anh chị, màu đỏ tươi. Cái này là mã L67 anh chị ạ. Đấy, hôm nay lại có cây nở tiếp anh chị này. Cây này lại có cây nở tiếp. Nó màu nó chưa có lên đậm so với thằng này đúng không chị? Cái cây này này, hôm nay mới nở, vẫn còn còn khum. Đây, anh chị nhìn thấy hai màu nó sẽ khác hẳn nhau không chị? Đấy, đỏ ngọc trai. Đẹp nha anh chị nhá. Mã này anh chị nào mà chưa có thì anh chị mình zing lên cho em mã L67. Hôm nay em còn một số cây nữa sẽ bán cho chị mình với giá chỉ có 140.000 một chậu thôi. Đây cây đây. Cây này nhá. Cây rất là khỏe mạnh như thế này anh chị này. Đấy, đỏ ngọc trai mã L67 140.000. À, anh chị nào chưa có thì mình dinh nhá. Kể cả mình có rồi mà mình vẫn muốn chơi cái dòng này nữa thì anh mình có thể trồng 2-3 chậu lên một chậu tác phẩm Phi 45 cho em. Cái này nó sẽ đi rất là nhiều hướng hoa. À, nó siêng bông cực kỳ luôn. Và thằng này ấy, nhấn mạnh là hoa thơm, lớn nhanh, đẻ khỏe siêng hoa. Nó rất là có nhiều ưu điểm với thằng đỏ ngọc trai này anh chị nhá. Đỏ ngọc trai, thân lá nó cũng đẹp đấy anh chị. Thân lá nó rất là xanh, xanh mướt luôn. Rồi tiếp theo đây anh chị này, em sẽ đi qua một bông hoa vàng lưỡi đỏ. Đấy, một trong những cái tem xưa cũng khá là đẹp, đó là cái cây Nacon Jesse Delight No. 1. Thì đầu tiên em sẽ mời anh chị mình ngắm hoa trước nhá. Em mời cả nhà mình cùng ngắm cái bông Nacon Jesse Delight No. 1 nhá. Hôm nay nó mới nở ngày đầu, cái bông nó chưa có căng lên đâu. Hoa rất là đẹp và rất là thơm, bông siêu bự luôn nha anh chị ơi. Cái bông này nó nở trước này, nó căng hơn này, hai cánh xếp chồng lên nhau rất là đẹp, con mắt này. Đấy, cái lưỡi rất là hút luôn nha. Nacon Jesse Delight No. 1, thân cây rất là cao,
cây gầy nha anh chị nhá. Đó, mặt bông hoa này. Đấy, mời cả nhà mình cùng ngắm. Cây rất là đẹp luôn, hoa này. Thơm quá. Đấy, màu này là màu vàng cam nha anh chị nhá. Màu này vàng cam, hai con mắt vàng này. Đấy, em đưa soi lại gần cái đôi mắt này. Đó, em này là No 1 nhá, Nacon Chasi Delight No 1 này. Đấy, mê quá. Đây cái size cây em chia anh chị này, cây này là cây tách chiết và em vẫn dặn với anh chị mình ở trên live và trên video này rằng là cái này này, cái cổ lá của nó rất là giòn, anh chị mình nhẹ tay, không phải cái cây này. Đấy, cây nó rất là khỏe nhưng cổ lá nó rất là giòn nên là mình hay bị gãy đầu lá nha anh chị nhá. Mắt mầm ok hết nha anh chị nhá, chậu rất là to như này. Em cũng quyết định sẽ bán cho anh chị mình với giá chỉ có 140.000 thôi. Cái cây này tem xưa anh chị nào chưa có, mình dinh ngay cho em. Hoa to lắm và hoa rất là thơm anh chị nhá. Nacon No 1, đây là những cái cây xưa đời đầu anh chị. Rất là đẹp nha. Rồi, tiếp theo này, em mời anh chị ngắm tiếp một cái mặt bông hoa này. Này nó hé nhưng mà màu nó chưa có lên đậm. Cái này nó sẽ lên một màu đỏ cam nha anh chị nhá. Đây này. Đấy, nó đang lên màu anh chị ạ. Cây này gọi là cây Direct Summer. Đó, cái cây này, cái lưỡi của nó đẹp chưa anh chị? Đấy, khuôn mắt rất là đẹp và hoa rất là to nha anh chị nhá. Và hôm nay thì em cũng còn vài chậu của Direct này thôi. Đấy. Thì cái size cây em chị ơi, đỏ Direct Summer này anh chị này. Đó. Cây rất là trường cây và rất là đẹp. Đỏ Direct Summer, mã này nhá, em sẽ chia cho anh chị nhà mình với giá chỉ có bao nhiêu? 130.000 một chậu thôi. Cây rất là đẹp, thằng này hoa tròn. Cái mắt của nó đẹp lắm anh chị, hoa thơm lắm nhá. Rồi, đài trung đi anh chị ơi. Đài trung, một trong những cái mặt bông hoa không nên bỏ qua. Nó rất là đẹp, em sẽ gắn hoa, em chụp cùng ở bên trái màn hình anh chị. Cái cây này thì hoa to và cái cần hoa của nó lên rất là cao, bắt đầu nó phân nhánh, bông hoa chùm. Hoa bự nhá, lên 18-20cm là chuyện bình thường anh chị ạ. Cái cây này, đài trung, thân cao, thân mập và em nhắc anh chị mình là cây của em không chuyện thân theo top nhá. Cây nuôi vườn rất là khỏe luôn anh chị này. Cây nào cũng sẽ gắn kèm theo cái tem nha anh chị. Đấy, cây nào không có tem thì em sẽ viết trên lá cho anh chị mình để anh chị mình phân biệt. Đấy, chuẩn mặt bông ngay từ ban đầu nha anh chị. Lên mã này cho em là mã L8 anh chị. Chia sẻ cho anh chị mình với giá là 140.000 một chậu. Đấy, cái cây này rất đẹp luôn nha. Đấy, một trong những cái mặt của đài rất là nổi anh chị ạ. Rồi, tiếp theo đây anh chị, qua cho em một mặt bông hoa màu tím. Cái cây này là cây tím hoa chùm anh chị ạ, cây tím hoa chùm, cây cắt hai lá anh chị ạ. Cây này gọi là cây sáng ốp đi lai. Đấy, hai em còn hay gọi nó là cây tím mắt trắng anh chị, cây tím mắt trắng. Hơi chậu rất là nhiều thân như này. Cây này thì siêu siêu dễ hoa rồi anh chị. Em nhấn mạnh là nó siêu dễ hoa cho em anh chị nhá. Cánh hoa rất là dày và thằng này thơm lắm. Cây nó chưa dừng lại ở đây đâu, cây nó còn cao linh kênh lên anh chị nhá. Cây này là cây trưởng thành rồi. Đấy. Anh chị lên cho em mã này là mã B3. Em chia cho anh chị nhà mình cũng với giá chỉ có 140.000 thôi. Chậu to lắm anh chị ạ, chậu to. Rồi, tiếp theo đây anh chị này, lên cho em cái cây hoa trắng này cho nó khác. Trắng này gọi là cây đại cao hùng, cũng là một trong những cái tem rất là nổi của đài nha anh chị nhá. Đại cao hùng anh chị. Đấy, nói đại là thấy bự rồi đúng không anh chị. Cây này, đại cao hùng, anh chị lên cho em mã này nhá. Cây đẹp lắm, cây tách chiết, cây xưa tách chiết anh chị nhá, cũng có ít thôi. Anh chị nào chưa có thì lên cho em đại cao hùng em chia là 170 nha anh chị nhá, 170.000. Đây là cây xưa tách chiết chứ không phải là cây cây hàng hạt như chưa em chia đâu anh chị nhá. Cây này em đi sưu tầm được ít thôi. Đấy, cây rất là trường cây và rất là cao to đẹp như thế này. Đấy, đại cao hùng 170.000. Rồi, tiếp theo đây anh chị này, sẽ qua cho em cái loại bông hoa này. Đó là cái cây vàng Malay Thông. Mấy chiếc chia nhưng cái cây nó sẽ không được đẹp như này. Cái cây này nó làm hoa thì em cũng có một ít thôi. Anh chị ạ, anh chị nào mà thích dinh cái mã bự và cây cao to trường cây như thế này. Đấy, thì anh chị lên cho em mã vàng Lý Thông. Mã này gọi là mã B11 anh chị nhá. Chia cho anh chị nhà mình với giá là 150.000. Mã này 150.000, anh chị mình nhận về và so sánh với cây hôm trước em chia cho anh chị mình, em bán được lực cây anh chị nhá. Nó đẹp anh chị ạ, nó đẹp. Phải nói một từ là nó đẹp anh chị nhá. Đấy, lá này, thân này. Mê, cái cây này nhá, hương của nó mùi hoa nhài nha anh chị nhá. Hương nó mùi hoa nhài, dễ bông lắm nhá. Vàng Malay Thông, em hay gọi là vàng Lý Thông B11, 150.000 nha anh chị nhá. Hoa vàng Lý đỏ. Khá là đẹp. Rồi, tiếp theo đến đây, em sẽ mời chị mình ngắm một trong những mặt bông hoa gọi là quốc dân tại vườn nhà em. Đó là cái cây bướm hồng anh chị nhá. Nên hôm nay này, ra vườn thì có cái bông hồng bướm anh chị nhá. Nó bắt đầu nó nở, những cái màu của nó lên nó chưa có đậm nhưng mà nó lại thơm quá anh chị ạ. Hoa siêu bự cho em luôn anh chị nhá. Đây em soi vào buổi sáng sớm này anh chị này. Hoa thơm, thơm lắm luôn anh chị nhá. Cánh hoa này, cánh hoa rất là dày anh chị nhá. Đây. Đấy, soi như này gần này cho anh chị nhà mình cùng ngắm này. Đấy, bông hoa to không anh chị này. Đây, anh chị có thể hình dung nhá, em để cái bút này. Em để cái bút này. Cái bút này còn chưa khắp hết cả cái đầu cánh cơ. Nghĩa là cái bông này nó rất là to nha anh chị nhá. To, hoa thơm, bền bông, siêng bông luôn anh chị nhá. Cái hồng bướm này.
Đấy, mời anh chị nhà mình cùng ngắm. Cái này này, cái họng của nó chưa có căng hết ra nha anh chị nhá. Đấy, cái họng nó mở hết ra này anh chị này. Cái lưỡi nó rất chi là đậm. Đấy, đây gọi là bông hồng bướm anh chị nhá. Đấy, thì cái sai cây mà em chia đây anh chị này. Cái sai cây em chia đây, cây rất là đẹp. Đúng không anh chị này, cây rất là đẹp. Và thằng này thì siêu dễ hoa, bông rất là bự. Đệ nhất hương ở vườn nhà em á, em được đánh, em đánh giá cái cây này là nó thơm nhất trong tất cả các loại cây cát hiện tại có tại vườn nhà em anh chị nhá. Đó là cái bông bướm hồng này này. Đấy, em đặt mã L34, anh chị lên cho em là 180.000 một chậu này nhá. Bướm hồng. Đấy. Cây này cây gọi là cây flyping anh chị ạ. Fly butterfly pink. Đấy, rồi tiếp theo anh chị này. Qua cho em cái mã này đi. Anh chị ơi, nay em có cái cây cam đen nó nở này anh chị này. Phê không? Cây này ngày mai anh chị nó mới lên màu đậm. Cam đen đây anh chị này, cánh hoa này, rất đẹp này. Đây là những cái tem VIP nha anh chị nhá. PSGO là 1, cam đen là 2 và Python Deadline là 3. Cặp 3 cái bộ bà đấy, rất là đẹp và rất là nổi. Đây này anh chị này. Anh chị nào đã sưu tầm bông nhá, đây này. Cây này gọi là siêu siêu dễ hoa anh chị thấy không? Nó có mấy lá thôi. Có mấy lá thôi sao mà thơm thế. Này. Đấy, em gọi là cây này là cây cam đen này anh chị này. Đấy, mời cả nhà mình cùng ngắm nhé. Hoa to quá. Thân thì rõ là lùn đấy anh chị này. Thân thì rõ là lùn. Mà hoa thì bự chỉnh bành luôn. Lưỡi rất là đẹp luôn anh chị ạ. Đấy, màu cam nha chị nhá. Rất là xinh luôn. Cây này cũng gọi là một trong những cái tem rất là vip vip anh chị ạ. Cây tay này. Cây này gọi là cây cam đen anh chị, cam đen. Đấy, nó chưa có nhiều trên thị trường đâu. Người ta sẽ ra theo module anh chị. Nó sẽ có số lượng cây thôi. Cây nó sẽ có một cái số lượng nhất định và nó chưa có nhân đại trà. Thì em đã đặt trước rất là nhiều lần anh chị này. Và cũng chỉ có một ít thôi. Cây cam đen em sẽ gắn mặt hoa ở bên trái màn hình anh chị nhá. Anh chị lên mã cam đen này cho em là mã L62. Em chia cho anh chị nhà mình là 140.000 nhá. Nhanh tay em có một ít thôi. Lần nào lên like là cái mã này cũng không còn đâu anh chị. Vì nó là tem VIP anh chị. Tem VIP, tem đẹp nha anh chị nhá. Đó. Rồi tiếp theo đến đây anh chị này. Em sẽ mời anh chị mình ngắm mặt bông hoa chôm thông phan xì trước nha anh chị ơi. Thì cây sai cây mà em chia đây anh chị này. Chôm thông phan xì. Chậu rất nhiều thân như thế này. Cây này thân nó lùn vậy thôi. Nó mập vậy thôi. Gọi là đùi to chân ngắn. Nhưng mà hoa siêu bự và hoa rất là đẹp đúng không anh chị? Đấy. Em gắn bên trái màn hình cũng là mặt bông hoa chuẩn anh chị nhá. Đó. Chôm thông phan xì mã L96. Anh chị lên cho em là 140.000. Đấy. Đảm bảo anh chị mình dinh cái mã này. Không để anh chị mình thất vọng đâu ạ. Cái cây này. Chôm thông phan xì. Hoa rất là đẹp nha anh chị. Hoa rất là đẹp và hoa to lắm đấy nha. Hoa to. Rồi tiếp theo đây anh chị này. Cái mã hồng này. Cái mã hồng này cũng dễ bông lắm này. Cái mã hồng này. Cái này gọi là cây tân thị lai với hồng kim cương. Anh chị ạ. Tân thị lai với hồng kim cương thì nó sẽ ra cái mặt bông hoa này. Anh chị nhà mình lên cho em mã này nhá. Chỉ có 130.000 thôi. Mọi hôm em bán 140 nha anh chị nhá. Mặt bông hoa này khá mới. Đấy. Con lai của giữa tân thị đấy, tân thị lai với hồng kim cương. Cây này nó không dừng lại ở đây đâu, cây nó còn cao nữa anh chị ạ. Cây còn cao nữa và lá to nữa nha anh chị. Đấy, mã này hoa thơm anh chị ạ, hoa rất là thơm luôn. Đấy. Rồi tiếp theo anh chị này. Xanh đỏ tím vàng rồi thì sẽ qua cam đi anh chị, qua cam. Cái cây này gọi là cây cam cá hồi. Hoa em gắn bên trái màn hình, thằng này thì hoa thơm ngọt. Cam này là nó sẽ thiên về tông cam lửa anh chị nhá. Suvanap Humi Delight Salmon Queen. Đấy, thì em gọi tắt Việt Nam mình gọi là cây cá hồi đấy. Đấy, tại vì màu nó giống thịt con cá hồi á. Anh chị lên cho em mã này L66. Em chia cho anh chị nhà mình với giá chỉ có 130.000 thôi. Cây tương đương như này. Cây này là cây trưởng thành rồi nha anh chị. Tất cả em chia đều là cây trưởng thành sẵn sàng ra ra bông rồi nha anh chị mình ơi. Đấy. Rồi tiếp theo này. Sẽ lên một cái mã nữa đi anh chị. Lên một mã vàng nữa đi anh chị ơi. Lên mã vàng này đi ạ. Cây này là cây tách chiết. Vàng này là cây Zing Lux My Fair Play anh chị ạ. Zing Lux My Fair Play. Để thằng này sang bên này. Đó nhá. Sao mà nó thơm thế anh chị, để xa cũng thấy thơm đấy. Vườn em thì nở liên tục hoa anh chị ạ, nở liên tục hoa. Nhưng mà em bán là bán cây hàng lá, anh chị mình về chỉ có chăm ổn định dễ là nó sẽ có hoa để cho nhà mình chơi thôi. Cây bản thân nó rất là khỏe nha anh chị nhá. Đấy, Zing Lux My Fair Play, cây như này. Cây này thuộc diện là cây thân lùn lá mít anh chị nhá, thân lùn lá mít. Đấy. Anh chị lật lên cho em mã này là mã L91. Em chia cho anh chị nhà mình với giá chỉ có 130.000 thôi. Cây này năm ngoái nó rất là đắt anh chị ạ. Năm nay nó tung ra trên thị trường rất là nhiều giống anh chị ạ. Nên là giá nó bình ổn. Đấy, chỉ có 130.000 chậu thân tách chiết nha. Đấy, tách chiết đấy ạ. Rồi, tiếp theo đây anh chị này. Qua cho em thằng này. Đấy, thằng này, thằng này. Thằng này hôm qua em chia em tưởng nó còn có mấy chậu thôi. Và nó vẫn còn 2-3 chậu nữa anh chị. Chậu cây rất là to, em sẽ gắn video ở bên trái màn hình. Cây này gọi là cây giấc mơ tuyết. Siêu to, hôm trước em chia cho anh chị những cái cây hin hin. Đấy, cây gọi là cây trung học. Đấy, còn cái cây này gọi là cây đại học nha anh chị. Nó rất là to và cây này siêu dễ bông à chị ạ, siêu dễ bông. Đấy, nhiều cây đang đẩy lên lưỡi mèo này, nó đi mấy hướng mèo luôn. Cây này dễ hoa nhá, bông hoa chùm.
lên cho em mã này là mã giấc mơ tuyết 140.000 anh chị này. Tối hôm qua em trên live mà không đủ chia mà em vẫn tưởng là nó hết rồi. Nay ra vườn vẫn còn 2-3 chậu nữa. Anh chị nào chưa sưu tầm được tối hôm qua thì lên cho em cái mã này nhá. Rồi tiếp theo anh chị này, qua cho em cái mã bông hoa này. Mà mấy hôm nay cũng rất là nhiều anh chị hỏi em, cái mã này gọi là mã con lai mới. Cái này gọi là cây tai nan gold lai với flowing bit golden delay 2 nha anh chị nhá. Golden delay 2 nó khác hẳn với mã B18 anh chị nhá. Mặt bông hoa này rất là đẹp. Cánh vai thì nó rất là giống vua mèo, cánh đài thì nó giống mít tơ yên, mà cái lưỡi của nó lại giống cái mắt của cái con vàng lưu doi an ấy. Ba cái bông này kết hợp thành cái bông hoa này rất là đẹp. Đấy anh chị ạ. Cây này á nó còn cao to nữa nha anh chị nhá, còn cao to nữa. Nó chưa dừng lại ở đây đâu ạ. Đấy anh chị lên cho em mã này là mã B82, em chia cũng khá là nhiều rồi. Anh chị lên cho em mà mã này hôm nay em vẫn bán cho chị mình với giá là 180.000, còn mọi đợt là em vẫn bán 200.000 anh chị nhá. Đây. Đấy trong cái tuần này vẫn bán 180.000, anh chị mình nhanh tay nhá, cây này đẹp lắm. Hoa đẹp. Đấy, em gắn bên trái màn hình đấy ạ. Đấy nhá. Rồi, tiếp theo. Một trong những cái mặt bông hoa màu blue cũng không nên bỏ qua, cũng rất là nhiều bác đi săn em này này. Em này thì nó bông hoa chùm, nở lần 5-7-10 bông anh chị ạ. Cái này rất là đẹp nhá. Hoa em gắn bên trái màn hình, mã này là blue sổ Mỹ đấy anh chị, blue sổ Mỹ, mã B21 anh chị nhá, B21. Anh chị lên cho em là 140.000 cái chậu như thế này nha anh chị nhá. Đấy, 140.000, chậu to nha chị nhá, chậu rất là to, cây tách chiết đấy, già năm. Đấy, rồi tiếp theo đây anh chị này. Lên cho em một tông hoa màu đỏ nữa anh chị, cái cây này gọi là cây đỏ phét bay thun. Đỏ phét bay thun này, còn đâu đó vài chậu ấy, nó ở vườn nhà em từ cái đời của Lý nào ấy. Cây này càng để càng đẹp, đang lên mầm anh chị này, đang lên mầm này. Đỏ phét bay thun, mã này là mã L21 anh chị nhá. Anh chị lên cho em với giá chỉ có 130.000 thôi, còn đâu đó vài ba chậu thôi anh chị, nó cũng không còn nhiều đâu ạ. Đấy, cây này. Tiếp theo anh chị ơi, hôm trước mấy anh chị hỏi em cái cây bạch ngọc anh chị. Thì em hết cái giống bạch ngọc rồi. Và cái cây này thì nếu nhìn hao hao như bạch ngọc và hoa to ngang ngửa bạch ngọc nhá. Nó cũng là một trong những cái tem rất là xưa rồi. Cây này gọi là cây ăn roi 1. Đấy, có trên thị trường rất là nhiều năm rồi và cây rất là đẹp nha anh chị nhá. Đấy, cây rất là đẹp. Đấy, anh chị thấy không ạ? Đây. Cây này. Anh chị mình lên cho em mã này nhá, là mã B76. Đầu video là em sẽ lên đấy là L76 là mặt bông hoa khác nhá. Còn đây B76. Anh chị nào mà chưa dinh được bình ngọc thì mình dinh thằng này cho em. Hoa sải rất là rộng, cánh hoa trắng tinh cho em nhá. Cánh hoa trắng tinh luôn. Đấy, hoa rất là thơm, thơm đậm và siêu siêu dễ bông. Anh chị lên mã này là mã B76 cho em. Em bán cho chị mình với giá chỉ có 130.000, cây rất là đẹp anh chị ạ. Cây rất là đẹp. Mỗi hôm em bán 140 đấy, trong tuần này vẫn bán 130 nha anh chị. Tri ân cái tuần này. Và cuối cùng đây anh chị này, sẽ lên cho em một cái tông hoa màu đỏ nữa. Cây này gọi là cây đỏ hậu duệ. Đỏ hậu duệ thì nó chỉ có tầm khoảng 5-6 lá như thế này nha anh chị nhá. Cây này hoa đẹp lắm. Và thân thằng này nó còn cao nữa anh chị, còn to nữa chứ chưa dừng lại ở đây đâu. Cây này nó lác đác, nó đang nở bông rất là nhiều anh chị này, cây này này. Đấy. Rất là đẹp. Anh chị lên mã L77 cho em. Em chia cho anh chị mình với giá cũng chỉ có 130.000 thôi. Cây này nha anh chị nào chưa có mình dinh nhá. Thằng này tông hoa màu đỏ, đỏ nó cũng tươi như là cái cây đỏ ngọc trai này anh chị này, nhưng mà khác khuôn nha anh chị nhá. Nó cũng tươi như cây đỏ ngọc trai này. Đỏ ngọc trai này mê quá anh chị. Mê chưa? Cái cây này đẹp. Anh chị nào chưa có thì dinh ngay cho em cái mã này nha anh chị ơi. Rồi, như những hôm trước thì em cũng đã lên rất là nhiều mặt bông hoa khác ở trên kênh rồi. Anh chị mình ghé kênh của em tham khảo một số mặt bông mà mình ưng ý thì anh chị có thể nhớ đúng đầu mã và alo trực tiếp cho em Linh San theo số điện thoại 0984 282 911. Ngoài ra thì em cũng có cả hàng rừng nữa anh chị nhá. Và anh chị ơi đừng quên tặng em Linh San một nút like video và một nút đăng ký kênh nha anh chị. Anh chị nào mà chưa đăng ký kênh thì tặng em một nút đăng ký kênh để mỗi khi mà em đăng video lên hoặc em phát livestream thì sẽ có thông báo cho anh chị nhà mình nhá. Em sẽ cập nhật tất cả những mặt bông hoa mới có tại vườn nhà em anh chị ạ. Rồi, em xin dừng video tại đây ạ. Em xin cảm ơn cả nhà mình nha.